Bị nòng sương điếp, bằng bài mòn nát niều ngờ sưởng hết kinh số tình bốn tôm tỷ vuông lai cần sám pi ón dân tộc nội cần, đá vây khẩn tứ song pa mừ biếu Bên bài cần sám pi ón hết kinh số tỷ vuông trang sổ tỷ lào lần thân trài La Văn Thắng, số phường duyệt trung thành phố Cao Bằng, bèm chắc tràn dùng sổ tông sạn mì số phương hay, trai thắng cần dân tộc mông đà tàng có mô hình hết kinh vươn khẩn hết chào. Luân sú đầy tàng có mắn táng đây đứa của trải la văn thắng số tờ cốc khâu bản nà bò phường duyệt trung bên cà khừng hừ mòn tài nài của cần lám pi ón này linh óc và cài khừng trang khó khăn trai han đẩy khó khát và trai đã tài nài phương khừng lăng lì ong mìa chài tàng có ăn sườn lấy số bảng can tà bừng tỉ tan cách kha tả nâng tò bảng tỷ là tông thành phố bảng này là xã quang trung huyện hòa an lăng bài pi tàu đủ khó khát bài nâng mì cần a à, cả hử chắc công việc bây tò bơ tong mù ao pây sao hử bài tỷ hết bánh đắng pi tàu đủ pua mì chài mén khâu khảm khuẩy chuốn đông khai tháp bơ tong mù việc thắp tong lẻ chăn nhọc mà thu nhập cùng sẵn đẩy lai. Lăng lai bài nằm, chay và mìa đã ao co tong mù mà chay số bàn khâu tối nạt luôn. Bên này lẻ mọi bài chay kỳ sụp cốc. Này này luôn chai mì tành xiên tròn tong mù. Việc to bơ tong mù này lẻ quay ngại hơn và cùng đẩy lai hơn trước là đi rừng lấy thấy vất vả quá Cũng xong là về nhà hai chút đông xe thắp lè nhọc lắm thuần phần bay thắp cùng sang đầy kỳ lai rau pô mìa trắng cả và căn lè tàu cốc mà chay sờ lườn tăng văn lè mì xì sờ bay hết bài việc đai cầm mà lè cán ao đại bơ tong mù nơ lăng vần mì tong xe ao bay khai bay ao sú trang đông lè nhọc lai sầu mời bày bay lè chăn đứa, tèo nhằng đét khấn thêm lè sẵn ao đài tong. Bơ tông. Bơ to mù, sơn xì táng tính số bãi bàn đông, bàn khuế đầy cần dân dùng xe bên bèn đắng. Hàng pi cửa khẩu mùa bông, nhất là nền so hạ bơn hạ âm lịch. Bèn đắng đầy lai sườn dùng, rù dù cà bèn táp tới. Vì bèn mòn sườn sự tông mù bài văn tài lai này cả bài văn thường trang pi trái thắng văn kết văn giao quảng bác tuổi bơ tong mù hử lam cơ sở hết số trang thành phố lè quảng chết văn cón lì so hạ bơn hạ mòn xưởng sự thư, tong mù lai khẩn thập hốc thân pet bài văn thường xuốn phiên mọi phần trài sao hốc bác thân chết bác tuổi tông kheo trá luốn phiên mọi tuổi long xiên mân mọi phần trài lưu tình triệu mân nâng tứ tông mù này là nguồn lưu nhập đàng lần xe phua mì trài dùng trang tài lòng và có bòn xe hết bại việc đai chay la văn thắng hử chắc tông mù hở lưu hoạch copy mà sang cần lèo thuần lai công lành trăm chướng, tan cần cắt, cắn ké, lè bày co ón, tèo tính khừng. Bằng sang tỉ, thân mùa dân, tăng mù ốc liều, lươn chai tèo mì thêm nguồn lô tứ liều mù tứ hơn xiên tròn tong mỏi pi trái thắng lu đầy hơn hà bác cân mỏi cân liều mù đầy khai óc chả tứ hà xiên thân khiết xiên mân lu nhập sơn lì tứ tong mù và liều mù đà bang hừ sơn chài la văn thắng mì tơi lòng on tình sơn sụ mắn táng nằm cà lemon ngờ sườn quay lì nay đã đầy mì chăn hai cả con tỷ khi giờ tập trung khảo việc bay tỏ tông mù lần này bom ao co tông mù mà chay trang lần trải thắng đã son đẩy lai khi giờ sẽ hết thêm bài việc đai sẽ lai cần sâu nhập mà vào mùa vụ thì lấy lá chít không vào mùa vụ thì bây giờ khâu mùa lè ao đi. bơ tông Bách mù nhằng văn thường lẻ ao phê sao tò nổi lẻ khói tèo phê đông ao mẻ thương xe liền thuần mùa mẻ thương lẻ là... tèo phê hết thuê liền thêm con... cái xe trang sơn dùng bảy mòn trái la văn thắng đã hết đầy mai cà bái lai tò cùng đã lai cần trang bản nạp bò chắc thân tì mi tình hạt lếp phấn phát là bị nọng dân tộc mông sinh lòng tài lòng của cần dân nhàng lai like khó khăn và bằng khảo phấn lai like, là lầy nà và tức bia tứ bài mòn tài này trang hết kinh tài sông của trai thắng là gương sùng hử cần dân số này son tập hết lèo sang nhàng mi mòn nằm ai bằng khẩu nhà nước sáu mòn nằm và cơ chế thị trường cách hết tời mỡ và mòn tài này của giám pi ón. Sẵn cả mô hình kinh tế của chài La Văn Thắng sẽ bacon sành sàm hơn thêm, có phấn khảo việc vành tà siêu sắc mán táng số tỷ phong.